Xin chào các bạn đã đến với Tech Mag Việt Nam và đây là bản tin Tech Daily. Thật ra thì bản tin Daily hôm nay là của MC Như Quỳnh, nhưng mà mình xin phép dành hình một chút để cập nhật thông tin giờ chót trước lúc lên sóng. Nếu mới sáng hôm qua thì chúng ta đã háo hức đón nhận những thông tin về chiếc iPhone X đầu tiên hạ cánh thị trường Việt Nam có mức giá 58 triệu đồng cho bản 64GB và 68 triệu đồng cho bản 256GB. Thì ngay buổi chiều, chỉ vài tiếng sau đó, mức giá này đã giảm đi 15 triệu. Nhưng mà giật mình hơn nữa đó là theo thông tin từ các nhà bán lẻ trong nước, giá của mẫu iPhone X dạng sách tay về thị trường Việt Nam đã tụt không phanh, với bản 64GB chỉ còn 36 triệu đồng và bản 256GB chỉ còn hơn 38 triệu đồng mà thôi. Vâng, quả là một pha sụt giá kinh hoàng hiếm thấy trên thị trường di động. May mà đây là giá iPhone, chứ mà là giá vàng hay là giá cổ phiếu hay giá dầu gì đấy thì chắc là sẽ khiến cho khối nhà đầu tư đau tim nhập viện không biết chừng. Xét ra thì chỉ trong chưa đầy 24 giờ, giá iPhone X đã giảm sâu nhất lên tới gần 30 triệu đồng. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đạt, điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ di động Việt cho biết, hiện mức giá iPhone X đã ổn định và khá tốt, dù nguồn hàng không quá nhiều và dồi dào nhưng đủ để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng mua trong 2 ngày qua. Về sức mua thì ông cũng cho biết thêm, lượng người dùng đến tìm hiểu và mua máy nhộn nhịp hơn rất nhiều so với iPhone 8 và 8 Plus trong những ngày đầu về Việt Nam. Tuy nhiên, người mua vẫn còn tâm lý e dè, chưa quá mạnh bạo đầu tư khi hầu hết chỉ tới để trải nghiệm và tham khảo giá. Nhưng rõ ràng so với hai mẫu iPhone 8 thì sức mua đã cao hơn rất nhiều. Điều đáng nói là phiên bản dung lượng 256GB được nhiều người quan tâm hơn cả vì có bộ nhớ lưu trữ cao hơn rất nhiều, trong khi mức giá lại không chênh lệch quá lớn. Dự báo là trong vài ngày tới mẫu iPhone X sẽ tiếp tục còn hạ giá nữa, nhưng mức giảm sẽ không nhiều, khả năng cao là vẫn sẽ trên 35 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Vì cũng theo ông Đạt chia sẻ thì nguồn hàng chưa ổn định và không có nhiều nên khó lòng có hiện tượng mất giá với biên độ rộng hơn được nữa. Và để ổn định giá thì phải chờ thêm ít nhất là 2 đến 3 ngày nữa. Vâng, và đó là 2 phút cập nhật về giá bán của iPhone X trong ngày thứ 2 về thị trường Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản tin Tech Daily với sự hiện diện của MC Như Quỳnh. Xin chào các bạn, tài khoản Twitter của Tổng thống Đỗ Nam Trung là Donald Trump bất ngờ bị khóa. Trump đã từng gặp phải rất là nhiều ý kiến cho rằng ông dùng Twitter còn nhiều hơn là làm tổng thống, bởi vì ông là một người hoạt động tích cực và thường xuyên đưa ra những phát biểu thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình. Và vào lúc 7 giờ tối ngày 2 tháng 11 theo giờ Mỹ thì tài khoản Twitter của Trump bất ngờ bị khóa và biến mất. Người dùng truy cập vào tài khoản của vị tổng thống này đều nhận được một thông báo đó là trang không tồn tại. Đặt ra câu hỏi là không biết tài khoản Twitter của Trump có phải là bị hacker tấn công rồi hay không? Và câu trả lời đó là không. Vấn đề là nằm ở phía Twitter. Đại diện Twitter đã cho biết là việc tài khoản của ông Trump bị khóa là do một hành động của một nhân viên bất mãn. Không biết là bất mãn công ty hay là bất mãn với ông Trump? Chắc là bất mãn với ông Trump rồi. Người này đã chuẩn bị nghỉ việc và gây ra sự cố trong ngày làm việc cuối cùng của mình. Chắc là thanh niên này sắp nghỉ việc cho nên chơi lớn cứu chót đây mà. Thanh niên cứng quá. Nhưng mà lại có một vấn đề khác đặt ra, đó là tại sao một nhân viên chăm sóc khách hàng lại có đủ quyền hạn để mà đóng cửa một tài khoản? Nhất là khi đó là tài khoản của một người quyền lực nhất thế giới nữa chứ. Tin cuối cùng thì mình muốn nhắc nhẹ một chút về loại hình vận tải mới của Việt Nam, Grab và Uber. Cách đây không lâu thì Hiệp hội Taxi Hà Nội đã trình lên Bộ Giao thông Vận tải đề nghị về hoạt động của Grab và Uber. Thì hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức có công văn trả lời. Trong công văn này thì Bộ Giao thông Vận tải vẫn bảo lưu quan điểm là không dừng hoạt động của Grab và Uber, nhưng mà cho biết là sẽ đồng thuận với một số biện pháp quản lý về đề nghị chính phủ cho địa phương không gia tăng phương tiện. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập đó là Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý về việc là đề nghị dán logo bao gồm tên, số đơn vị kinh doanh vận tải phía ngoài xe Grab Uber. Ngoài ra thì một số đề xuất khác như là lái xe Uber và Grab phải được tập huấn nghiệp vụ nè, hay là có chứng chỉ hành nghề, mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên, nói chung là giống như tài xế Vinasun hay là Mai Linh đó. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết là sẽ nghiên cứu những cái nội dung này để mà đưa vào trong quá trình sửa đổi nghị định 86 về kinh doanh vận tải hiện nay. Xong rồi, nhắc nhẹ chứ vậy thôi. Và đó là tất cả những thông tin cho ngày hôm nay mà Tech Daily cũng như là Như Quỳnh muốn mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.